Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ngày hôm nay, ngày 1 tháng 5, thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng cái sự chú ý của mình tại cái vòng tứ kết Cúp Quốc gia mùa giải 2023-2024. Và ngày hôm nay sẽ ra một trận đấu thôi, đó là cuộc so tài của Thể Công Viettel với PVF CAND diễn ra vào lúc 19h15 tối nay, ngày 1 tháng 5 trên sân vận động Hàng Đẫy. Và trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên FPT Play. Quý vị và các bạn có thể theo dõi để ủng hộ Thể Công Viettel cũng như là PVF CAND. Và như chúng ta đã biết trong các ngày vừa qua, ngày 29, 30 thì cũng đã diễn ra các trận đấu của cái vòng tứ kết rồi. Thì cuộc so tài của Hà Nội FC với Đà Nẵng thì Hà Nội FC đã có chiến thắng 2-1 khi mà đối đầu với Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy. Đây là cái trận đấu mà Hà Nội FC mặc dù là bỏ ngoại binh ra để đá nhưng mà vẫn đã có được một cái chiến thắng trước Đà Nẵng, và với cái chiến thắng này thì Hà Nội FC lọt vào vòng bán kết rồi. Và sau đó một ngày thì Thanh Hóa cũng đã có chiến thắng trước Hải Phòng. Trận đấu giữa Thanh Hóa với Hải Phòng là hai đội bóng hòa nhau với tỷ số 1-1. Thanh Hóa là đội ghi bàn trước khi mà Văn Tới phản lưới nhà, sau đó thì Lương Hoàng Nam đã gỡ hòa cho Hải Phòng. Và trong 90 phút thi đấu thì hai đội bóng này đã hòa nhau với tỷ số 1-1 và phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng bại. Thì trên loạt sút luân lưu thì thủ môn Xuân Hoàng của Thanh Hóa đã chơi rất là hay, cản phá được hai cú sút của Hải Phòng, đó là của Hữu Sơn cũng như là Đàm Tiến Dũng, để giúp cho Thanh Hóa là giành chiến thắng loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2. Thì để mà ghi tên mình vào vòng bán kết. Thì trong ngày 30 tháng 4 thì đã diễn ra trận đấu tứ kết thứ ba, đó là cuộc so tài của Nam Định với Bình Dương. Thì Nam Định cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số trước khi mà Rafael Sơn sút phạt đền thành công ở phút thứ 10. Tuy nhiên thì sau đó ở phút thứ 40, sang hiệp thi đấu thứ hai thì Tiến Linh đã đánh đầu gỡ hòa 1 cho Bình Dương, và cái tỷ số 1-1 cũng được giữ tới khi mà 90 phút trọng tài nổi còi 90 phút trận đấu kết thúc. Thì trên loạt sút luân lưu thì Nam Định đã sút tốt hơn và đã có chiến thắng với tỷ số 4-3 trước Bình Dương. Thì đây là một trận đấu mà với cá nhân Thể Thao đánh giá thì Nam Định họ đã chơi tốt và tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn hơn, thì rất là đáng tiếc cho cái trường hợp của Nam Định là họ không tận dụng thành công được trong cái trận đấu để mà ghi cái bàn thắng này mà quyết định trận đấu luôn, phải bước vào loạt sút luân lưu thì rất là may rủi. Và chúng ta biết rằng là trận đấu giữa Nam Định với Bình Dương ấy, thì thủ môn Minh Toàn của Bình Dương bắt rất hay và cản phá rất nhiều cái tình huống mà sút phạt cũng như là dứt điểm của bên phía Nam Định. Đó là một trận đấu rất hay của thủ môn bên phía Bình Dương. Dù sao thì cái màn trình diễn của Nam Định họ giành thắng là xứng đáng thôi. Và Nam Định sẽ đối đầu với Thanh Hóa ở vòng bán kết quốc gia mùa giải 2023-2024. Thì theo cái bốc thăm của ban tổ chức ấy thì Thanh Hóa sẽ được đá trên sân nhà khi đối đầu với Nam Định. Đây sẽ là một trận đấu của hai đội bóng theo đuổi cái trường phái bóng đá tấn công, và người hâm mộ sẽ được dự đoán là sẽ được chứng kiến một trận đấu hay đấy. Còn ngày hôm nay thì sẽ diễn ra trận đấu giữa Thể Công Viettel với PVF CAND. Do là PVF CAND thi đấu ở giải hạng nhất, vì vậy cho nên là Thể Công Viettel sẽ không được đá ngoại binh. Thì chúng ta biết rằng là mùa giải năm nay khi mà bỏ ngoại binh ra, khi mà đá thiếu ngoại binh thì Thể Công Viettel đá rất là vất vả. Đấy, gặp đội bóng nào cũng thế thôi, và đặc biệt là gặp những đội hạng nhất này sẽ rất khó khăn đấy. Chúng ta biết rằng là PVF CAND 2 năm trở lại đây thì họ đá ở cái quốc gia là đá rất tốt. Đấy. Vì vậy cho nên đây sẽ là một trận đấu khó khăn của Thể Công Viettel. Mặc dù vậy thì khi được thi đấu trên sân nhà ấy thì cái cơ hội để cho Thể Công Viettel giành được kết quả thuận lợi nó cũng rất là sáng đấy. Bởi vì là mặc dù vậy thì chúng ta biết rằng là cái nội binh của Thể Công Viettel cũng được xếp vào dạng là nội binh tốt của V-League chứ không phải chỉ riêng quốc gia đâu. Vì vậy nếu như đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng mà chơi đúng với cái năng lực ấy thì họ vẫn có thể đánh bại được PVF CND, và mình dự đoán là Thể Công Viettel sẽ đánh bại được PVF CND để mà ghi tên mình vào cái vòng bán kết và gặp Hà Nội FC. Đấy, chúng ta biết rằng là ba cái đội bóng thi đấu ở chủ nhà thì đều đã có được chiến thắng ở vòng tứ kết rồi, thì khả năng cao là Thể Công Viettel sẽ có thêm một chiến thắng nữa để mà gặp Hà Nội FC ở cái vòng đấu bán kết quốc gia mùa giải 2023-2024. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của trận đấu giữa Thể Công Viettel với PVF CAND diễn ra vào ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày trên kênh YouTube Thuật Thể Thao. Và đặc biệt là trong ngày hôm nay ấy, sẽ còn một trận đấu đáng chú ý nữa, đó là cái đấu trường Cúp C1 châu Âu. Thì trận đấu giữa Dortmund với Paris Saint-Germain sẽ diễn ra vào 2 giờ đêm nay ngày mọi người ạ. Quý vị và các bạn có thể theo dõi rạng sáng ngày mùng 2 tháng 5 ấy,
chúng ta có thể theo dõi và trận đấu này cũng được tường thuật trên FPT Play luôn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn, xin cho Thể Thao xin chúc quý ông chú anh chị các bạn có một ngày mới, một ngày nghỉ lễ thật là nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong chương trình livestream diễn ra vào tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn.